Mời quý vị và các bạn theo dõi tin quanh ngày của, của Đảng Thanh và truyền hình Vi Phúc. Nhiều năm trở lại đây, việc phát triển các vùng sản xuất cây hàng hóa tập trung đã trở thành hướng đi góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai xây dựng vùng trồng trọt hàng hóa tập trung đã giúp các hộ nông dân tham gia được nâng cao kiến thức, tay nghề, góp phần thay đổi cách làm từ sản xuất nhỏ lẻ sang tư duy sản xuất hàng hóa với quy mô lớn trong cơ chế thị trường. Các vùng sản xuất hàng hóa tập trung cũng đem lại cho người dân khối lượng lớn các sản phẩm nông nghiệp thu hút được các doanh nghiệp thương lái đến thu mua. Các giống cây trồng thường được quy hoạch thành vùng sản xuất hàng hóa, thường là dưa chuột, bí xanh, su su, ớt, cà chua, khoai tây. Năng suất và giá trị kinh tế mà các loại cây trồng này mang lại thường cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, ngô. Như su su cho lãi trên 150 triệu đồng một hecta, bí xanh lãi trên 70 triệu đồng một hecta. Với những hiệu quả đem lại cho người nông dân, việc phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đã được tỉnh ta hết sức quan tâm. Chỉ riêng trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được trên 100 vùng sản xuất cây hàng hóa các loại. Hy vọng rằng trong thời gian tới, việc phát triển các vùng sản xuất hàng hóa sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng, góp phần đưa ngành nông nghiệp tỉnh phát triển theo hướng bền vững. Phát triển kinh tế từ chăn nuôi thủy sản đã giúp gia đình ông Nguyễn Văn Bằng ở thôn Hùng 1, xã Hưng Đạo, huyện Tam Dương vươn lên làm giàu và trở thành tấm gương tiêu biểu cho phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi ở địa phương. Để tạo nguồn thu nhập cho gia đình, ông Bằng đã nhận thầu 3.000m2 ao đầm của địa phương để nuôi cá giống và cá thương phẩm. Thời gian đầu khi mới bắt tay vào nuôi thủy sản, ông Bằng gặp không ít khó khăn vì chưa có kinh nghiệm cũng như kỹ thuật. Tuy nhiên với tinh thần học hỏi và quyết tâm làm cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, quá trình nuôi thủy sản của gia đình ông dần đi vào ổn định. Bình quân mỗi năm, trang trại nuôi cá của gia đình ông Bằng cung cấp ra thị trường khoảng hơn 2 tấn cá giống và gần 1 tấn cá thương phẩm các loại, trừ chi phí cho thu lãi trên 50 triệu đồng một năm. Thực hiện đợt cao điểm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán ớt mùi, mùa hanh khô và các hoạt động lễ hội năm 2015. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy cháy tại chợ Giang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường. Tại thời điểm kiểm tra, Ban Quản lý Chợ Giang đã mở hồ sơ quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định, ban hành nội quy tiêu lệnh về phòng cháy chữa cháy, thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 19 thành viên, xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ bao gồm 150 bình MFZ4, hai máy bơm chữa cháy, lăng, vòi, cùng các thiết bị chữa cháy khác như xô, chậu, thang, cầu liêm, bố tạ. Tuy nhiên, Công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy tại chợ Giang còn nhiều tồn tại cần khắc phục như đa số các hộ kinh doanh lắp đặt đường dây dẫn điện không có ống ghen bảo vệ, để hàng hóa sát các ổ điện, bảng điện và các thiết bị tiêu thụ điện, che khuất các phương tiện chữa cháy tại chỗ, cơi nới, sắp xếp hàng hóa, căng lều bạt, máy che cản trở đường, lối thoát nạn trong chợ. Đặc biệt còn một số hộ kinh doanh sử dụng bếp than tổ ong, bếp ga để đun nấu trong khu vực chợ. Để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong quá trình hoạt động, đoàn kiểm tra đề nghị ban quản lý chợ Giang khắc phục ngay những tồn tại đã nêu. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy định về phòng cháy cháy cho tất cả các hộ kinh doanh trong chợ để phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo công bố kết quả nghiên cứu báo cáo phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam năm 2014. Báo cáo cho biết Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 và chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thuyết phục các quốc gia khác nhau công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường đầy đủ. Tính đến đầu tháng 4 năm 2014, đã có 45 quốc gia công nhận quy chế thị trường tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến hết năm 2018, quy chế thị trường sẽ tự động hết hiệu lực. Việc các nước khác có coi Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không không còn ý nghĩa thực tế. Trong tháng 11, cả nước có 7.767 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 38,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% về số doanh nghiệp và tăng 20,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Như vậy, tính chung 11 tháng năm nay, cả nước có 67.790 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 391,3 nghìn tỷ đồng, giảm 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng là 992.000 người, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ tháng 12 tới, cơ quan này sẽ thí điểm thực hiện đổi giấy phép lái xe điện tử cấp độ 3, sau đó nhân rộng ra toàn quốc. Theo đó, người dân đổi giấy phép lái xe sẽ chỉ mất 2 giờ đồng hồ và lệ phí như cũ là 135.000 đồng. Hiện nay người dân phải hai lần đến nơi cấp đổi giấy phép lái xe để làm thủ tục nên mất rất nhiều thời gian. Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe điện tử sẽ khắc phục được những hạn chế trên. Đến nay, Tổng cục Đường bộ đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để sẵn sàng thực hiện việc đổi giấy phép lái xe điện tử vào đầu tháng 12 năm 2014. Sau khi thực hiện thí điểm tại Tổng cục, Dự kiến vào đầu quý 2 năm 2015 sẽ chuyển giao toàn bộ công nghệ này cho các sở giao thông vận tải địa phương thực hiện. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Như Hơn, giám đốc bệnh viện mắt trung ương, tính đến nay trên cả nước đã có gần 40.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc tại 14 tỉnh thành. Cùng với đó, ngân hàng mắt cũng đã thu nhận được 461 giác mạc của 235 người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Còn theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, giám đốc ngân hàng mắt cho biết Việt Nam hiện có hơn 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc cần được phẫu thuật ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng. Đặc biệt, mỗi năm số người mù do bệnh lý giác mạc lại tăng thêm 15.000 người. Mặc dù số người đăng ký và hiến tặng giác mạc tăng đều hàng năm, nhưng số lượng giác mạc thu được vẫn còn rất khiêm tốn so với nhu cầu. Do đó hiện nay, tại Bệnh viện Mắt Trung ương, danh sách người đăng ký chờ ghép giác mạc lên tới hàng ngàn người. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều bệnh nhân đang phải chấp nhận sống trong cảnh mù lòa chờ đợi vào nguồn rác mạc duy nhất từ người hiến tặng sau khi qua đời. <laughs> Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) đã kết thúc với kết quả được đánh giá là ít tiến triển. Phát biểu tại lễ bế mạc, thủ tướng nước chủ nhà Nepal, Sushi Koirala cho rằng kết quả của hội nghị SAARC lần này còn ít ỏi. Ông kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên dung hòa các lợi ích chính trị. Nhằm biến lời nói thành hành động Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong vòng 3 năm của SIRC Diễn ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng nghiêm trọng Tại khu vực Kashmir, ở biên giới Ấn Độ và Pakistan Căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước láng giềng này Và lực lượng quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Đứng đầu chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan Vòng đàm phán thứ 3 tại thủ đô Alger của Algeria Nhằm giải quyết khủng hoảng tại Mali Đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào Tuy nhiên, các bên tham gia đối thoại hoan nghênh sự tiến triển tích cực của vòng đàm phán mới nhất và cam kết tiếp tục tiến trình này nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững và toàn diện. Nhóm trung gian hòa giải gồm Algeria, phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Mali, Liên minh châu Âu, tổ chức hợp tác hồi giáo, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi và Liên minh châu Phi cũng kêu gọi các bên thể hiện quyết tâm nhằm giải quyết các vấn đề còn bỏ ngỏ và sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững và tổng thể. Việc đạt được thỏa thuận này sẽ không chỉ giúp tái lập hòa bình ở miền Bắc Mali, mà còn góp phần tích cực tạo điều kiện cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức một cách có hiệu quả. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các biện pháp trừng phạt Nga phá vỡ sự ổn định của kinh tế thế giới và không liên quan đến việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp hội đồng, những người đứng đầu các chủ thể của Nga, ông Lavrov nói, thực tế cho thấy các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào chúng tôi là không chính đáng, phá vỡ sự ổn định của kinh tế toàn cầu và không liên quan đến mục tiêu xoa dịu của khủng hoảng Ukraine. Theo ông Lavrov, những ý kiến phản đối trừng phạt đang xuất hiện ngày càng nhiều ở châu Âu giữa lúc những biện pháp hạn chế này đang tác động tiêu cực đến các nền kinh tế quốc dân và những lợi ích của giới kinh doanh có quan hệ với thị trường Nga. Liên minh châu Âu-EU và Ukraine đã ký thỏa thuận hỗ trợ cho Kyiv 55 triệu euro, tương đương 68,66 triệu đô la Mỹ nhằm cải cách chính sách khu vực. Số tiền trên được giải ngân trong 4 năm kể từ năm 2015. Theo tuyên bố của đại diện EU về chính sách mở rộng và lắng giềng, Rohan Neshan, EU ủng hộ đường lối phân quyền trung ương và cải cách chính sách khu vực của Ukraine. Cải cách lĩnh vực này đóng vai trò quan trọng trong xây dựng khả năng cạnh tranh cũng như phồn vinh của bất kỳ quốc gia nào. Riêng tại EU, quý chính sách khu vực chiếm tới 45% tổng ngân sách của tổ chức. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, kể từ khi rơi vào khủng hoảng chính trị và xung đột quân sự tại miền đông nam Ukraine đã nhận được 8,6 tỷ đô la Mỹ tiền hỗ trợ từ nước ngoài, trong đó có từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu EBRD. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc.